Vân Anh và Ánh Minh xin kính chào quý vị đã đến với phần tin tổng kết trong ngày của VNTV. Chào Ánh Minh. Chào chị, Ánh Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị và xin mời quý vị bước vào chương trình điểm tin ngày hôm nay, mở đầu với Vân Anh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên từ thành phố San Diego. Chúng ta đang bước vào mùa hè, các con em của chúng ta đang nghỉ hè. Và thành phố San Diego có một chương trình rất là đặc biệt, đó là phục vụ những bữa ăn hoàn toàn miễn phí cho quý vị nào trong diện low income, tức là có một cái lợi tức thấp theo quy định nào đó. Mà quý vị chỉ cần vào một cái website mà chúng tôi có trên màn ảnh, quý vị chỉ cần bỏ vào cái zip code nơi quý vị cư ngụ để biết được rằng những cái chỗ nào sẽ có những cái bữa ăn miễn phí cho con em chúng ta để mà quý vị có thể dẫn con em tới. Vân Anh thấy đây là một cái chương trình rất là đặc biệt cho các em trong dịp mùa hè, giúp cho các vị phụ huynh mà đang cần sự giúp đỡ về tài chính, phải không anh Minh? Vân Anh được biết là cái chương trình này, những cái bữa ăn cũng không có phải là bình thường mà những bữa ăn rất là healthy, tức là có sức chú trọng về sức khỏe cho các em rất là nhiều. Như là những rau quả rồi trái cây rồi. Dạ, dạ vâng. Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị nhìn cái website trên màn ảnh để quý vị có thể vào để mà bỏ vào cái zip code nơi quý vị cư ngụ để tìm hiểu. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ cái kỳ lúc mà người Hoa Kỳ đã bị khủng bố ở 911 ở New York, thì sau cái đó thì có rất là nhiều người đã bỏ công ra, giống như là những người cảnh sát, những người cứu hỏa đã bỏ công ra để kiếm những cái người bị mất tích hoặc là những cái thi thể. Thì trong đó có những chú chó cũng làm việc rất là tích cực. Thì một trong những chú chó đó là Brittany. Năm nay đã 16 tuổi rồi, nhưng mà khi chú chó đó làm việc á, là chỉ có 2 tuổi thôi. Thì một tin cũng rất là buồn, tại vì năm nay chú chó là 16 tuổi đã yếu đi. Và trong thời gian gần đây thì chú chó đã bị suy thận và cũng đã yếu dần. Thì người chủ đã quyết định cho tiễn chú chó đi một lần cuối. Thì cũng có cái dịp lễ khi mà đưa chú chó này tới cái văn phòng thú y đó, thì người ta đã đứng giống như là salute cái chú chó này theo một nguyên mẫu hàng để mà tiễn đi một lần cuối cùng. Và cái lá cờ Hoa Kỳ đã được để lên trong cái thi thể của chú chó này. Theo cái nghi thức giống như là một người quân đội vậy. Quân đội, tại vì chú chó này đã giống như là đã làm việc đến khi mình 9 tuổi lần chị, đến khi 9 tuổi là làm việc trong những cái dịch vụ như này. Xong rồi sau cái 9 tuổi đó thì chú chó đã volunteer cho giúp cho những đứa trẻ mà không đọc được á, thì những cái đứa trẻ đã đọc cho chú chó này. Nói chung là làm việc rất là cực lực. Thì năm 2014 chú chó đã được nhận cái là Dog Hero Award, cái những chú chó anh hùng. Rồi đã được gặp được Tổng thống George W. Bush nói chị. Thì nói chung là có những người đã rất là đau buồn về sự ra đi, nhưng mà cũng là một điều tốt, tại vì cũng đã 16 năm đối với chó là cũng là lớn rồi. Cho nên cũng đưa chú chó đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng ta ai cũng biết là chó là một con vật rất là khôn, rất là trung thành, đặc biệt là những chú chó đã được huấn luyện để mà làm việc với những người cảnh sát hoặc là những người quân đội. Thì những cái gọi là khuyến quân này họ mà được vinh danh và được tôn trọng giống như là những người chiến sĩ và đóng góp rất là nhiều trong những cái công cuộc giống như là bắt tội phạm, phải không? Nhà được bằng khen đồ nữa, huy chương rất là nhiều. Đúng rồi, huy chương. Đúng. Thưa quý vị, bản tin từ tiểu bang California. Thống đốc tiểu bang California là ông Jerry Brown vừa mới ký một cái sắc lệnh để tăng cái tuổi cho những ai hợp pháp mua thuốc để hút. Chúng ta biết đó là lúc trước đó là 18 tuổi là được quyền mua thuốc vào trong những cái tiệm để mà mua thuốc để hút. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ tháng này thì cái tuổi đó tăng lên là tới 21 tuổi mới được hút thuốc. Thì hy vọng rằng với những cái dự luật này cũng làm giảm thiểu bớt cái sự hút thuốc của các em, phải không? Dạ, em thấy cũng có nhiều người. Có lần em đi em thấy một cái cậu bé khoảng em nghĩ chắc 13 tuổi cầm lấy thuốc hút, em hết hồn luôn, em nghĩ chắc người lớn mua cho. Thì hy vọng là cái này có thể giảm lại bớt, giống như là cho nghiêm túc hơn, restrict lại chị ha. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, phần tin tiếp theo đến từ Michigan. Một cậu bé ở Detroit đã được thả ra tù sau 9 năm, đã bị ở trong tù để kết án lúc năm 14 tuổi vì tội giết người, giết 4 người đó. Và 9 năm bị bỏ tù oan. Thưa quý vị, là một người mà chuyên giết người chuyên nghiệp đã đi ra và đầu thú để cho giúp từ cậu bé này đã để được ra khỏi tù. 9 năm trong tù. 9 năm trong tù. Mà khi mà đi ở trong tù đó, thì cái người này tên là Devontae Sanford đó, chỉ có 14 tuổi thôi chị.
mà bị oan ở trong tù tới 9 năm lận. Thì luật sư cho biết là thì 9 năm qua không có ai có thể trả lại cái thời gian, cái như là một cái thời gian mà cái tuổi thanh xuân á, cho cái cậu bé này và cho gia đình, nhưng mà cũng là một sự giống như được giải oan cho cậu bé này. Hy vọng rằng người bạn trẻ này sẽ được một cái sự bồi thường gì đó để bù đắp lại. Thưa quý vị, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù là bằng cả thiên thu ở ngoài cuộc sống tự do bên ngoài. Không ai, giống như là anh Minh nói, không ai trả lại được 9 năm cuộc đời của lao lý của người bạn trẻ này. Và rất là cái chuyện rất là đáng buồn, phải không anh Minh? Nhưng mà cũng là cũng hên, cũng may. Tại vì cảm ơn cái người đầu thú kia để giải oan cho người bạn trẻ này. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tổng kết trong ngày với Vân Anh và Ánh Minh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.